đất mới. Hôm nay người đã gọi con ra khỏi chân đời. Lặng nhìn không gian đầy những người thân, đầy những bạn hữu cánh chim xa đàn, để rồi nhớ mãi, để rồi quên mau. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoàn ca tình yêu, con thiên đường gieo vui. Hôm nay với chiếc khăn tang nghe hồn ra buồn, hôm nay xa cách người thân biết bao ngậm ngùi. Lặng nhìn mây xanh xanh ngát trùng khơi, tìm trong ngày tháng biết bao kỷ niệm trở thành quá khứ, trở thành hư vô. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường gieo vui. Trăm năm như cánh vạc bay, có ai mong chờ? Hẹn người mai sau trên cõi trường sinh, tình yêu đổi mới ngát hương diệu vời, chẳng còn tiếng khóc, chẳng còn đơn côi. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường gieo vui.
tại trong viên Đức Mẹ muôn nhân chúng. Thư phân yêu được tin bà Maria Trần Thị Vinh thuộc xóm Đoài giáo xứ Lai là ân nhân của đại chúng viên Đức Mẹ muôn nhân chúng. Đây nghỉ trong chuỗi ngày 2 tháng 11 năm 2017. Đức cha Tôn-ma Giáo Đức, Đức cha giáo và toàn thể quý thầy của đại chúng viên xin thành kính phân yêu với tăng quyến, đồng thời xin dẫn đi cầu nguyện cho bà Maria. Thánh lễ cầu nguyện cho bà Maria được cử hành vào sáng chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017 và các chủ nhật hàng tuần tại nhà đại chúng viên. Cùng với lời phân yêu, đại chúng viên xin bày tỏ tâm tình tri ân đối với bà Maria về những hy sinh quảng đại chủ tớ cho công việc đào tạo linh mục của giáo phận. Nhờ lời truyền cầu của Đức Maria Vô Nhân Nguyên Tổ, Thánh cả Giô-xe và các thánh tử đạo Việt Nam, nguyện xin Chúa mở rộng vòng tay nhân lành đón tiếp và ứng dụng bà Maria trong môn Chúa. Thành kính phân yêu Chúa ngày 4 tháng 11 năm 2017, linh mục Đa Minh Trần Thị Lan, Phó Giám đốc Đại chủ viện Đức Mẹ Vô Nhân Nguyên Tổ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi xin Đức bà Maria trong đời đồng xuân.
Thank you.
Chúa anh chị em và ở cùng gia. Kính Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó, Thầy đi đâu các con đã biết được rồi. Ông Thomas thưa Thầy: lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Tôi nhớ trong thông tin tháng niên thời mà đất nước Liên Xô chưa tan rã, có một bộ phim chọn lọc chiếu mang tựa đề Sám Hối. Trong đó có một hình ảnh rất là ấn tượng, một bà cụ chống gậy đi đến ngã tư đường. Anh cảnh sát giao thông: con đường này có phải được đặt hàng không? Anh cảnh sát giao thông không trả lời mà tỏ ra như là một cái dấu hiệu lắc đầu, không có tỏ rõ cho bà cụ biết. Bà cụ thấy thất vọng, cụ bảo: đường không về nhà rồi, làm gì? Câu chuyện gợi lại cho chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của những người chúng ta, và nhất là qua việc chúng ta cử hành thánh lễ ăn táng trong hòa nhau. Khi đưa cụ vào ngôi thánh đường này, đưa được một lần giã từ cuối cùng sau bao năm làm con cái Chúa, thực thi phận của mình trong hội thánh, cụ đã được con cháu mang về đây trong thánh đường này. Và đây không phải chỉ là thánh đường nguy nga xây dựng bằng gạch bằng xi măng, mà là trong cộng đoàn hội thánh của Chúa với tất cả các thành viên của chúng ta về đây trong lòng thiêng nhớ và trong tinh thần hiệp thông để cầu nguyện cho hội. Trong kinh nguyện thánh thể chúng ta thầm đọc: xin Chúa đừng chấp tội cho con, nhưng xin nhìn thấy đức tin của hội thánh Chúa. Đức tin quy tụ lại nơi đây, đức tin để rồi thay đổi dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tạ ơn. Tạ ơn trong chặng đường dài Thiên Chúa dẫn dắt mình, trong thân phận là người và còn là người Kitô hữu trong mảnh đất thân thương này. Và cụ đã được đưa vào trong nhà thờ này để trở nên là con cái của Chúa và quyết định tha tội. Thế rồi con đường của Thiên Chúa thiết lập, như Đức Giêsu đã nói, ta là đường, là sự thật, là sự không sống, đã được trình, đã được thiết lập ngay trong hội thánh của Chúa. Hội thánh đấy là phương thế của con và Thiên Chúa thiết lập để chúng ta cũng bước từng bước trong hội đoàn, trong cộng đồng thánh của Chúa mà Thiên Chúa đã thiết lập lên. Để rồi nhờ các bí tích, nhờ lời giáo huấn của Thánh, nhờ lời
động là con đường của Thánh Kitô đã chết, con đường thẩm giả, con đường hẹp, con đường mà Ngài hứa cho chúng ta cái cùng đường ấy sẽ có sự sống đời đời. Maria thân yêu của chúng ta đi hết chặng đường dài 92 trường, với tất cả nỗi niềm của cuộc sống, khi vui khi không vui, khi thành công khi thất bại, đã biết bao nhiêu lần đã đứng đây, để rồi thì ngẩng mặt lên trông lên khuôn mặt dung nhan Thiên Chúa, và qua khuôn mặt tử nhân Maria Thánh Mẫu có thác cả cuộc đời của mình trong sự quan trọng và nâng đỡ của Thiên Chúa và sự ấp ủ của Maria. Hôm nay là ngày của đây, qua lời niệm thông cầu nguyện của người chúng ta, xin Chúa đón nhận và đời hàng sống hàng khao khát trong chặng đường dài. Xin Chúa về lời truyền cầu của mẹ Maria hôm nay, xin Ngài xóa tan tất cả những lần trong cuộc đời còn vương vấn để được thanh thoát nằm trong sự sống đời đời, và xin Chúa và lời nhờ sự che chở mẹ Maria, xin mẹ lau sầu lau sạch nỗi sầu của những người con cái đang thương nhớ, để chúng ta dâng tiến cho Thiên Chúa những nỗi buồn, những đau, nỗi đau thương, những sự mất mát của người mẹ thân yêu của chúng ta đang Thiên Chúa, như là hy tế tạ ơn, bởi vì từ lúc mà mẹ che với người chúng ta chỉ có một người mẹ thôi. Xin Chúa đón nhận hệ thống và yêu và được hạnh sống lại. Amen. Chúng ta cùng dâng lên lời Chúa. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha của năng lượng cho Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, và sẽ làm cho thân xác của Ngài chúng ta phục sinh với lòng tin tưởng cậy trông chúng ta chân thành nguyện xin. Mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Xin cho các tín hữu suốt đời đó Lời Chúa từ nay đến mãi.
Thank you.
chúng ta dâng lời lòng nguyện lên Chúa là nơi cầu nguyện xin từ nhờ thân thể chúng con dâng xin cho người con của Chúa ở Maria nay đã trở con thế được mong thân Đức Kitô rửa sạch mỗi lần và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta lại xin Chúa cho thi hài của Maria mà chúng ta đang chôn cất về xác thịt thiêu nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh và cho nhiệm vụ được xuống bỏ với các thánh và những người đã tin Chúa. Quyền chiến Chúa và lực nguyên tử trong khi xét xử cùng được cứu lộ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi được giao hòa của Chúa Cha được đứng chân trên lại mô vào lòng đưa về lòng thủ vô muôn đời để đáng mừng vui bất diệt làm một với con lòng cả ngày. Về nước trời
là chính quê hương mẹ hằng trong lành, suốt một đời vỡ ra cây trời. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con vui mẹ rồi sẽ đón về, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm bao la, vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ.
ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Chúng con phó dâng linh hồn người thân này cho Chúa,
xin Chúa tiếp nhận vào nơi bình an và cho sống lại ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Ban hành giáo tân cử, các ban ngành trong cộng đoàn giáo xứ Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, cộng đoàn các giáo xứ giáo họ, các nóc thông gia, các tổ chức bạn bè của các cháu, con đã thừa trên khi linh cứu cụ bà Maria còn đang ở Gia Tăng. Giờ đây linh cứu cụ đã được cộng đoàn các giáo xứ giáo họ, các nóc thông gia, các tổ chức bạn bè, các cháu hợp nhất cùng xóm đội sở tại và đưa tiễn cụ Maria chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng tại nơi thánh địa đây. Chỉ còn ít phút nữa, cụ sẽ về an nghỉ nơi tổ tiên. Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn quý thị, các cụ, quý chức ban hành giáo tân cựu cộng đoàn giáo xứ Vương Cung, các cộng đoàn, các giáo xứ, các nóc thông liên gia, các tổ chức bạn bè, các cháu và mọi bậc người đang hiện diện nơi đây. Giờ đây con đã được thay lời, con xin phép ngừng lời. Bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Tháng năm qua trần thế hao huyền nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh hiển đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu. Cất bụi hư vô.
vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, vì tháng năm qua, mong ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền nhận chiếm con trong mê đắm phù hoa.